Hãng tin TASS của Nga hôm qua dẫn phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu thông báo, nước này đã tiến hành cuộc tập trận hạt nhân chiến lược, mô phỏng một đợt phản công hạt nhân đáp trả quy mô lớn. Trong khuôn khổ tập trận, một tên lửa đạn đạo liên lục địa Yua đã được phóng từ sân bay vũ trụ Blashek và một tên lửa đạn đạo Sineva cũng được phóng đi từ biển Barang về phía bãi thử Kura tại Kamchatka, vùng Viễn Đông. Ngoài ra, hai máy bay Tu-95MS cũng tham gia thực hành nhiệm vụ phóng tên lửa hành trình. Theo Điện Kremlin, mọi nhiệm vụ đều được hoàn thành đầy đủ, tất cả các tên lửa đều trúng mục tiêu đã định. Dưới sự chỉ đạo của Tổng thống Putin, cuộc tập trận có sự tham gia của tất cả các lực lượng phòng thủ chiến lược trên bộ, trên biển và trên không. Dù vẫn chia rẽ về việc áp trần giá khí đốt, nhưng các nước thành viên Liên minh châu Âu-EU đã nhất trí sẽ tổ chức một cuộc họp bất thường vào cuối tháng 11 để có thể sớm thông qua gói các biện pháp khẩn cấp về năng lượng. EU đặt mục tiêu giảm thiểu tác động của cuộc khủng hoảng năng lượng hiện nay tại lục địa già. Theo ông Josep Sikela, Bộ trưởng Công nghiệp và Thương mại Cộng hòa Séc, đồng thời là Chủ tịch Luân phiên Hội đồng Bộ trưởng châu Âu, mục tiêu cuộc họp sắp tới của EU là nhằm đảm bảo gói các biện pháp khẩn cấp về năng lượng sẽ đi đúng hướng. Các bên đã được nhất trí về việc tiến hành cuộc họp nói trên trong cuộc họp của Hội đồng Năng lượng châu Âu diễn ra tại Luxembourg. Cuộc họp dự kiến sẽ thảo luận về gói biện pháp khẩn cấp vừa được Ủy ban châu Âu EC đưa ra trong tuần này, trong đó có việc các nước sẽ mua chung khí đốt và cùng áp dụng khung giá chuẩn đối với khí tự nhiên hóa lỏng nếu xảy ra tình trạng thiếu hụt nguồn cung. Ủy viên châu Âu phụ trách về năng lượng, bà Kadri Simon nhận định việc thiết lập tiêu chuẩn mới về giá khí tự nhiên hóa lỏng sẽ làm tăng tính minh bạch và khả năng dự báo giá sớm đối với mặt hàng thiết yếu này. Hôm qua, Liên Hợp Quốc công bố báo cáo mới nhất cho thấy nếu các quốc gia trên thế giới hoàn thành cam kết khí hậu hiện nay, lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính sẽ vẫn tăng 10,6% vào năm 2030 so với các mức của năm 2010. Thế giới có khả năng khó đạt được các mục tiêu khí hậu đã đề ra và các chuyên gia kêu gọi tăng cường hành động ngay lập tức. Theo báo cáo, các cam kết khí hậu quốc tế vẫn còn quá yếu để có thể giúp thế giới đạt mục tiêu kiềm chế nhiệt độ tăng ở 1,5 độ C. Ngược lại, thế giới đang trong lộ trình ấm lên 2,5 độ C vào năm 2100. Giới chuyên gia nhận định thực trạng thế giới phải chật vật ứng phó với ảnh hưởng của biến đổi khí hậu khi mức nhiệt mới tăng lên 1,2 độ C đã cho thấy các nỗ lực hạn chế khí thải gây hiệu ứng nhà kính là chưa đủ. Dù vậy, nếu kiềm chế được mức tăng khí thải ở 10,6% vào năm 2030 cũng sẽ được coi là một sự tiến bộ nhỏ vì đã giảm so với mức 13,7% trong ước tính trước đây của Liên Hợp Quốc. Trong một tuyên bố có liên quan, quan chức đại diện Công ước Khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu COP cho biết 193 quốc gia tham gia COP đã nhất trí đánh giá lại và tăng cường các kế hoạch khí hậu tại hội nghị COP26 năm 2021, nhưng đến nay mới chỉ có 24 quốc gia đệ trình kế hoạch khí hậu mới hoặc cập nhật. Quan chức này nhấn mạnh các chính phủ cần tăng cường các kế hoạch hành động ngay từ bây giờ và triển khai mạnh mẽ trong 8 năm tiếp theo để đạt được mục tiêu nêu trong Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu. Báo cáo của Liên Hợp Quốc được đưa ra chỉ vài ngày trước khi các nhà lãnh đạo thế giới đến tham dự hội nghị COP27 diễn ra tại Ai Cập từ ngày 6 tới ngày 18 tháng 11. Hôm qua, Cơ quan Quản lý Dược phẩm châu Âu EMA đã lên tiếng cảnh báo về làn sóng dịch COVID-19 mới. Thông báo cũng nhấn mạnh biến thể phụ BQ.1 của Omicron đã được phát hiện tại 5 trong số 27 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu-EU và được đánh giá là khá nguy hiểm khi có khả năng né miễn dịch mạnh hơn. Theo đó, BQ.1 cùng dòng phụ của nó là BQ.1.1 sẽ trở thành chủng virus chủ đạo tại châu Âu vào khoảng giữa tháng 11 cho đến đầu tháng 12 tới. Thông báo của EMA được đưa ra trong bối cảnh hồi tuần trước, Tổ chức Y tế Thế giới WHO cũng cảnh báo dịch COVID-19 vẫn chưa kết thúc và sự xuất hiện của các biến thể mới vẫn là mối đe dọa tiềm tàng đối với hệ thống y tế tại nhiều nước. Trang web khoa học IFL Science đưa tin một ốc đảo sự sống vừa được phát hiện trong chuyến thám hiểm Nathan Mandiver Mission. Ốc đảo này nằm ở độ sâu khoảng 500m dưới Ấn Độ Dương, gần thiên đường hạ giới Mandiver. Hệ sinh thái ở đây đặc biệt khác thường vì nhóm sinh vật nhỏ được gọi là Micronecton dường như mắc kẹt ở độ sâu khoảng 500m. Chúng tập trung ở ốc đảo, tạo ra một điểm nóng đa dạng sinh học, thu hút nhiều động vật ăn thịt lớn hơn, bao gồm cá ngừ, cá mập đầu búa, cá mập hổ, cá mập mang, cá mập hổ cát và cá mập chó. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều chi tiết về cái gọi là vùng bẫy này mà nhóm nghiên cứu vẫn chưa lý giải được.
Chúng tôi đặc biệt tò mò rằng vì sao ở độ sâu này lại có một hệ sinh thái như vậy. Rất có thể sâu hơn nữa sẽ còn nhiều sinh vật thú vị. Vì sao lại có sự chuyển đổi này? Đây là câu hỏi quan trọng mà chúng ta cần đặt ra để nghiên cứu. Với sự hỗ trợ của tàu lặn mini Omega Seamaster 2, nhóm nghiên cứu đã thu thập được các mẫu sinh học